Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mình quay cho mọi người ở cái vườn sạ đen chính gốc của nhà mình tại tỉnh Hòa Bình nha mọi người nha. Đấy, thì ngày hôm nay mình quay cho mọi người ở cái đặc điểm và cái màu sắc của cái quả sạ đen khi mà chín thì có màu sắc như thế nào nha mọi người. Đấy, thì đây là cái chùm hoa và quả của cái sạ đen nha mọi người nhé. Đây là nụ nhá, chính xác đây là cái nụ của hoa sạ đen nha mọi người này. Đấy, mùa này thì đang là mùa hoa và quả của cái cây sạ đen nhá. Khi còn xanh thì quả sạ đen sẽ có màu xanh đậm như này mọi người ạ. Đấy, và khi chín thì bắt đầu quả sẽ ngả sang màu đỏ cam nha mọi người nhá. Đây mọi người quan sát này. Đấy, cái quả sạ đen này thì chúng ta có thể ngắt để phơi khô, sau đó rang lên để làm trà uống rất là thơm và ngon. Đấy, hoặc là quả này chúng ta có thể đem phơi khô tách ra để lấy hạt của nó. Đấy, hạt của nó thì để chúng ta nhân giống để trồng. Đấy, và phát triển cái nguồn dược liệu, cây dược liệu quý. Đấy, thì hôm nay mình đã quay cho mọi người xem cái màu sắc và cái vườn sạ đen của bên nhà mình. Nếu mọi người có nhu cầu muốn mua quả sạ đen, thân lá sạ đen, cao sạ đen, đấy, cây giống sạ đen thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé mọi người nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người.